Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba, 11 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của SPTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tin Hoa Kỳ Tiếp theo trong phần 2 của chương trình là câu chuyện thời sự với Thi Nga. Và sau cùng là IV News với Destiny Nguyễn. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, không còn hy vọng ở ông Trump, nay Chủ tịch Hạ viện chú tâm vào việc giúp cho đảng Cộng Hòa giữ thế đa số tại Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan vị dân cử lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa hôm thứ Hai tuyên bố không còn hy vọng ở ông Trump. Nay, Chủ tịch Hạ viện chú tâm vào việc giúp cho đảng Cộng hòa giữ thế đa số tại Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, vị dân cử lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa hôm thứ Hai tuyên bố không ủng hộ ứng cử viên Donald Trump và chuyển trọng tâm vào việc giúp cho đảng Cộng hòa giữ thế đa số tại Quốc hội quyết định này khiến cho những vị dân biểu ủng hộ ông trump tức giận và cáo buộc ông chủ tịch hạ viện gián tiếp giúp cho ứng cử viên đối thủ của đảng dân chủ là bà hillary clinton ông paul ryan cho biết quyết định không ủng hộ ông trump không phải là để giúp cho bà clinton có cơ hội đắc cử và ông sẽ dành thời gian và năng lực của mình để bảo đảm bà hillary clinton không trở thành tổng thống và quốc hội bị đảng dân chủ kiểm soát Ông cũng nói với các vị dân cử của đảng Cộng Hòa hãy làm những gì họ muốn để vận động cho chiến dịch tái tranh cử của họ. Hàng trăm người bị mắc kẹt vì lũ lụt ở North Carolina sau bão Matthew. Hàng trăm người được cứu thoát bằng xuồng và trực thăng khi nước lũ nhấn chìm các thành phố ở North Carolina hôm thứ Hai sau khi bão Matthew đi qua. Giới chức cảnh báo lũ lụt nguy hiểm đến tính mạng từ các con sông sẽ tiếp tục trong nhiều ngày. Số người thương vong tăng lên ít nhất 23 người, 11 người thiệt mạng. Bầu trời North Carolina quang đảng ở trở lại hôm thứ Hai, nhưng mức sông chảy xiết và vỡ đê là vấn đề lớn. Khoảng 2.000 người bị mắc kẹt trong nhà của họ và trên mái nhà ở Lumberton, gần sông Lumber, sau khi thành phố bất ngờ bị lũ lụt sáng thứ Hai công việc cứu nạn diễn ra suốt ngày hôm qua nhiều căn nhà và cửa hàng ở lumberton chìm trong nước lũ và dân chúng phải dùng xuồng để đi lại lũ lụt lớn được dự báo trong tuần này tại các thành phố miền trung và miền đông dọc theo các sông lumber cape fear news và tar trung quốc phong tỏa đường phố xung quanh khu quân sự trong lúc hàng trăm người biểu tình tại thủ đô bắc kinh cảnh sát ở thủ đô trung quốc hôm thứ ba đã phong tỏa nhiều con đường gần khu bộ tổng tham mưu tại Bắc Kinh, trong lúc hàng trăm người mặc đồng phục màu xanh lá cây, hô những khẩu hiệu và vẫy quốc kỳ để phản đối chống kiểm duyệt báo chí. Trung Quốc năm ngoái đã thông báo sẽ cắt giảm quân số khoảng 300.000 binh sĩ để tiết kiệm ngân sách quốc phòng vào cuối năm 2017 và để dùng ngân khoản đó vào việc canh tân vũ khí cho hai binh chủng hải quân và không quân. Hàng chục ngàn cuộc biểu tình vẫn diễn ra ở Trung Quốc mỗi năm để phản đối về tham nhũng, ô nhiễm, chiếm đất bất hợp pháp và các yếu tố khác đang ám ảnh sự cai trị của đảng Cộng sản Trung Cộng. Hôm thứ Ba, một hàng dài những chiếc xe buýt chở lực lượng công an đã chặn đại lộ Trường An, con đường chính của Bắc Kinh để ngăn chặt đoàn người biểu tình. Samsung bỏ sản xuất Model Note 7 Tập đoàn Samsung của Nam Hàn đã ngừng sản xuất model Galaxy Note 7 sau khi có quá nhiều người nói máy bị bắn cháy. Samsung thu hồi 2,5 triệu điện thoại trong tháng 9 2016 sau khi có phàn nàn máy bị nổ pin và sau đó hãng nói sẽ đổi các máy mới an toàn. Tuy nhiên, giờ đây tin cho biết ngay cả các máy được đổi mới cũng bắt lửa công ty đứng đầu thế giới về sản xuất smartphone, nói là họ đã yêu cầu tất cả những công ty cung cấp dịch vụ điện thoại trên toàn thế giới hãy ngưng bán điện thoại Note 7, cũng như đổi máy trong khi họ hợp tác với các nhà thanh tra để điều tra cho vấn đề. Quyết định của Samsung rút Note 7 ra khỏi thị trường lần thứ nhì trong 2 tháng đã là nổi bật khó khăn của công ty để giải quyết vấn đề cục pin bị quá nóng. Điện thoại Note 7, phiên bản ban đầu đã bị nhiều cơ quan hàng không và hãng hàng không cấm đưa lên máy bay. Hôm thứ Hai, 10 tháng 10, AT&T và T-Mobile của Hoa Kỳ đã ngân nhận thay thế hay bán sản phẩm mới. Điều kiện y tế tệ hại tại Haiti trong khi hàng cứu trợ đến nhỏ giọt. Tại thị trấn Duyên Hải, Demery ở vùng cực Tây của Haiti, có ít nhất 300 bệnh nhân với những vết thương Mương mũ nằm lặng lẽ trên giường tại các bệnh viện chính ở các làng đánh cá ven biển đang chờ đợi cho thuốc. Một tuần sau khi cơn bão Matthew đánh vào, trong số những người bị thương có ông Pierre Lehner, một người nông dân đã đi bộ 12 cây số trong 3 ngày để tới bệnh viện. Trong khi bão đánh đổ một cây vào nhà của ông, gây thiệt mạng cho ba mẹ và làm chân ông bị thương nặng. Bác sĩ cho biết Chân của ông có thể bị cưa, nhưng họ sẽ bị bất lực và chỉ có thể rửa sạch vết thương cho ông vì bệnh viện không đủ phương tiện và thuốc men để chăm sóc y tế cho nạn nhân. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa khẳng định hỗ trợ ứng cử viên Trump, trong khi Chủ tịch Hạ viện thì không. Sự chia rẽ trong nội bộ, trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng Cộng Hòa vì đường lối vận động tranh cử không theo truyền thống của ứng cử viên tổng thống Donald Trump, gây ra dường như không thể hàn gắn trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử. Sự kiện mới nhất là sau khi tờ Washington Post loan tin về một đoạn video thu hình ảnh và tiếng nói của ông Trump buông những lời lẽ Xuân xã, đầy tính cách, kinh thường phụ nữ khiến cho rất nhiều những nhân vật trong Đảng Cộng Hòa rút lại sự ủng hộ dành cho ông Trump. Để có thể cứu vãn tình thế đó, ông chủ tịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, Rince Priebus, khẳng định vẫn tiếp tục hỗ trợ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump. Bất chấp, ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tuyên bố sẽ không còn chống đỡ cho ông Trump, mà nay chỉ chú trọng vào vấn đề làm sao để giúp cho các thượng nghị sĩ, và dân biểu của đảng Cộng Hòa tái ứng cử thắng trong cuộc bầu cử để giữ thế đa số tại lưỡng viện quốc hội. Ông Paul Ryan nói với các thành viên đảng Cộng Hòa trong cuộc họp sáng hôm qua rằng, từ bây giờ cho tới ngày bầu cử chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tháng, ông sẽ tập trung vào chiến dịch vận động để bảo vệ thế đa số tại quốc hội của đảng Cộng Hòa thay vì bỏ thì giờ để chống đỡ cho ông Trump. Ông Chủ tịch Hạ viện nói với các thành viên rằng, Tất cả quý vị cần phải làm những gì tốt nhất trong khu vực cử tri của quý vị và rằng ông sẽ không ủng hộ ông Trump hay tham gia bất kỳ cuộc vận động với ông ta trong 28 ngày còn lại cho đến nay, ngày bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã lên kế hoạch để đi vận động với Trump hôm thứ Bảy, một ngày sau khi đoạn video được tung ra như một trái bom chính trị với sức công phá dữ dội không những làm chấn động hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng hòa mà còn gây xôn xao dư luận quần chúng. Nhất là đối với thành phần cử tri phụ nữ, chính vì vậy mà ông Paul Ryan vào giờ chót đã không muốn ông Trump có mặt tại cuộc vận động tại thành phố nhà của ông là Milwaukee ở tiểu bang Wisconsin. Phản ứng của ông Trump về quyết định của ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan trên thuyết như sau. Ông chủ tịch đã không lãng phí thời gian để chống đối tôi ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Xin cảm ơn quý vị. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý vị trưởng thượng, quý hội đoàn, quý đồng hương các cơ quan báo chí, truyền thông hãy tham gia biểu tình trước Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Hòa Thịnh Đốn ngày 15 tháng 10 năm 2016 lúc 1 giờ chiều về thảm họa môi sinh làm cá chết, biển chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra cho đồng bào bốn tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, Huế từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 đã và còn tiếp tục gây khó khăn cho cuộc sống và sức khỏe của hàng triệu đồng bào. Chúng tôi sẽ có xe buýt đưa quý vị đến địa điểm biểu tình. Xe buýt sẽ khởi hành từ trung tâm Eden lúc 12h30 chiều ngày 15 tháng 10 và sẽ đem quý vị trở về từ DC đến trung tâm Eden lúc 4 giờ chiều. Trân trọng, Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, và Virginia. Giả tiệc giả vũ mừng Ngân Khánh, chương trình khuyến học La Sang, thứ Bảy 12 tháng 11 năm 2016, từ 18 30 đến khuya với ban nhạc Hải Đăng tại nhà hàng Thần Tài, 6249 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia 22044. Chương trình gồm các tiết mục chính như sau, âm nhạc do học sinh tham dự chương trình khuyến học trình diễn, phát thưởng các giải khuyến học và giải phụng sự chiếu sáng đường đời cắt bánh và mở rượu mừng Ngân Khánh 25 năm, chương trình khuyến học La Sang, văn nghệ và giả vũ dành cho khách dự tiệc với ban nhạc Hải Đăng. Giá vé 35 Mỹ Kim, giá ủng hộ 50 Mỹ Kim. Mua vé xin liên lạc về địa chỉ của hội, điện thoại 703 922 9197. Anh Nguyễn Minh Hoàng, điện thoại 571 3395 hoặc anh Ung Kim Lâm, điện thoại 7033075001 xin trân trọng kính mời tham dự đêm tiệc chay gây quỹ xây dựng Phật Bảo Tự vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 vào lúc 6:30 giờ mươi chiều đến 10 giờ 30 tối tại nhà hàng Harvest Moon số 7260 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia 22042. Đây là một chương trình văn nghệ phong phú với sự góp mặt của nữ ca sĩ Y Phương và nam ca sĩ Thiền Vị đến từ trung tâm Asia ca sĩ Kim MC, Hoàng Vũ và Huỳnh Trung Trực. Mọi chi tiết xin liên lạc thích nữ Luân Liên, điện thoại 7032568230 hoặc có thể email về phậtbảo tự at gmail.com Trên thị trường có rất nhiều ghế massage. Nhưng vì sao ghế massage của Luraco được gọi là vật lý trị liệu số 1 trên thế giới? Kính thưa quý vị, khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah đã dùng chiếc ghế massage i7 của Luraco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả trung bình là về mức độ stress trước khi sử dụng ghế i7 là 4.3, nhưng sau khi sử dụng chỉ còn là 2.4. Những đau nhức liên quan đến stress trước khi sử dụng ghế là 2.1 và sau khi sử dụng ghế là 1.1. Về huyết áp, trước khi sử dụng ghế i7 là 114 trên 76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn 110 trên 73. Về nhịp tim, trước khi sử dụng ghế là 76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn là 70. Đây là bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu của ghế massage Luraco. Really, really impressive, Thật là ấn tượng. Sinh viên rất thích cái này. Tôi thấy nhịp tim trước là cao thế này, sau là thế này, áp huyết trước là thế này, sau là thế này, stress trước là thế này, sau là thế này. Kết quả thật rõ ràng. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ống nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa cái nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay sống tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chân chờ gì nữa hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon quá tiện quá đã. Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid. Chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của We Care phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm We Care cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, Xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750.